Xin chào mừng tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt Linh tới với chương trình Bảo hiểm hưu trí và tài chính với Diễm Thúy và Chi Lưu như thường lệ. Chúng tôi muốn nhắc với quý vị số phone của Diễm Thúy là 714-725-1966, 714-725-1966, và của Chi Lưu là 714-686-4882, 714-686-4882. Và bây giờ thì Chi Lưu và Diễm Thúy gửi lời chào tới các quý vị khán thính giả của Đài Việt Linh. Diễm Thúy xin kính cái lời chào đến quý vị đài khán giả Đài Việt Linh. Chào chú Khiêm. Dạ, Chi Lưu xin kính chào quý khán giả đang xem trên Đài Việt Linh và con chào chú Khiêm. Vâng, cái chương trình của chúng tôi đã từ lâu với Diễm Thúy và Chi Lưu là những người rất có kinh nghiệm của các hãng bảo hiểm thì tới với quý vị để chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm của chúng ta và sẵn sàng hỗ trợ các quý vị nếu quý vị có những thắc mắc về tiền hưu trí của mình, về bảo hiểm của mình như thế nào để trong tương lai chúng ta có được một số tiền khi mà chúng ta về hưu. Và bây giờ thì qua một tuần vừa rồi đó thì Diễm Thúy và Chi Lưu có những cái nhận định gì trong vừa rồi? Trước khi tháng 9 này thì bây giờ là tháng 9 thì tháng 9 này thì đó là một cái tháng 9 là của Life Insurance Awareness, tức là tháng 9 này hội hiệp của bảo hiểm đã lựa cái tháng 9 là một cái ngày để một cái tháng để vinh danh những công việc làm của công ty bảo hiểm. Thì chú Kim có biết là tháng 9 này cũng là 19 năm vừa rồi thì những công ty bảo hiểm đã đền ra hàng billion số tiền đền ra cho những nạn nhân của những gia đình trong cái khủng bố 911. Thì every month now, every year thì ấn chiêu cái mùa Covid này thì những công ty bảo hiểm cũng đã làm những công việc của mình, tức là bảo vệ protection cho những cái family and đền ra những cái người ra đi trong cái mùa Covid này. Cho nên trong tháng 9 này Thúy and Chi cũng muốn xin quý vị hãy xem xét lại, coi lại những cái plan trong gia đình của mình. Quý vị nào đã có 401k, có IRA, có bảo hiểm sức khỏe rồi thì quý vị nên add thêm một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vào trong cái plan của gia đình mình. Vì Thúy thấy bảo hiểm nhân thọ rất là quan trọng nhất đối với gia đình và những người thân yêu của mình. Quý vị nên nghĩ đi, nếu quý vị làm một cái trụ cột trong gia đình, mình chỉ nếu có chuyện gì xảy ra cho mình, bị bệnh hoặc là mình ra đi, ai sẽ là người sẽ trả tiền hàng tháng cho những cái bảo hiểm nhà, trả tiền nhà, những cái chi phí hoạt động hàng ngày. And nếu mà hai người đi làm, một người bị bệnh thì ai sẽ là người sẽ tiếp tục trả những cái tiền nhà and những cái chi phí, and cái nhà của mình có bị cái nhà băng tịch thu hay không. Đó là những cái điều mà quý vị nên xem xét lại. Thì Thúy anh Chi xin quý vị nên gọi cho Thúy 714-725-1966 and của Chi là 714-686-4882 để Thúy anh Chi có thể cho quý vị một cái hợp đồng 3-in-1, tức là bảo có hợp đồng mà có tiền tử, tiền bệnh and tiền hưu trí. Tiền tử, nếu có chuyện gì xảy ra gia đình mình được cái tiền tử. Tiền bệnh thì mình có thể nếu mình bệnh cancer, bị stroke, hay trong những hoạt động hàng ngày mình không làm được thì mình có thể lấy ra từ 50-60% cái tiền tử của mình để mình xài trước. And thứ ba là nếu mình sống lâu, mình không bệnh không tử, mình sống lâu thì mình có thể lấy cái tiền từ cái tiền tử mà lấy một cái nguồn tiền income trọn đời. Bởi vì cái tiền social của quý vị á, nó chỉ cho 35-38% của cái income mình thôi. Thì mình lấy ra cái tiền income trọn đời không có thuế từ cái bảo hiểm của mình để mình có thể sống một cái đời sống thoải mái và nhàn hạ hơn. Thì thật ra khi mà mình xem qua cái bảo hiểm 3-1 của chú, thì khi mà mình có một cái bảo hiểm 3-1 không phải là nó có thể ngăn ngừa và mình những cái bệnh tật, nhưng mà thật sự ra là bảo hiểm 3-1 sẽ giúp quý vị được quẳng đi những cái lánh cánh lo ngại về những khi mà mình bị những cái tình trạng bệnh tật hoặc là bị những cái tình trạng tử. Mà khi mà những cái chuyện đó mà xảy ra rồi thì quý vị không thể nào mà mình lường trước được những cái chuyện đó, thì mình phải có những cái hợp đồng bảo hiểm. Và khi quý vị mà đến với văn phòng đó, thì chị Diễm Thúy và Chi Lưu sẽ giúp quý vị tìm ra những chương trình nào mà phù hợp với
phù hợp nhất. Nên khi mà đến với văn phòng bảo hiểm á, thì có rất là nhiều từ những cái người trẻ tuổi, những người lớn tuổi, những người có income khá, hoặc là những người mà income trung bình, thì họ vẫn tìm đến cái bảo hiểm 3 trong 1 để mà có thể bảo vệ gia đình của họ. Và để hồi nãy là chị Diễm Thúy chị có nói sơ sơ về cái chương trình bảo hiểm 3 trong 1, kèm cho quý vị là có thêm cả cái tiền bệnh. Và nếu mà quý vị để dành theo một cái mức mà có nghĩa là mình để dành hơn cái mức mà mình chỉ cần mua cái bảo hiểm á, thì mình có thể sử dụng số tiền trong cái bảo hiểm nhân thọ của mình trở thành một cái tiền hưu trí. Và bởi vì sao, thì tất cả những cái bảo hiểm hồi xưa của quý vị thì họ chỉ basically là nếu có chuyện gì xảy ra thì cái số tiền bảo hiểm đó sẽ chung ra thành cái số tiền tử cho gia đình của mình. Nhưng tại vì bây giờ đó, hãng bảo hiểm họ phải đi theo những cái mà những cái needs của mình, những cái cần thiết của mình bây giờ. Nếu mà mình hỏi những người mà sống ở nước Mỹ thì cái mà họ sợ nhất không phải là bankruptcy, không phải là tử nữa, nhưng mà họ sợ nhất là về medical bill. Cái đó là cái sợ nhất của những người dân trên nước Mỹ. Và cái thứ hai á, mà người ta lo ngại nhất á, có nghĩa là khi mà người ta về hưu, người ta sẽ sợ không có đủ tiền hưu trí để sống. Bởi vậy tại sao mà cái chương trình bảo hiểm 3 trong 1 có thể áp dụng được cho tất cả những cái mà mình đang lo lắng về sau này. Cho nên cái chương trình bảo hiểm thì rất là good, và nó có nhiều cái khác so với những cái bảo hiểm mà quý vị đang có bây giờ. Cho nên quý vị đừng có ngần ngại để mà đến văn phòng, mà mình chỉ chia sẻ những cái lợi. Và nếu mà thật sự không lợi thì quý vị cũng nên giữ lại những cái bảo hiểm cũ của quý vị. Yeah. Vâng, cái bảo hiểm này phải nói đây là một sự tiến bộ. Yeah. Mà khi yeah. mà mình tiện, cái gì mà tiến bộ thì nó làm cho mình lợi cho sức khỏe. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta có cái phone, bây giờ gọi là dùng phone quen này. Ở nhà mà chúng ta đi đâu bỏ quên cái phone nhà, thấy thiếu cái gì cả. Yeah. Mà bây giờ quý vị, khi mà quý vị có bảo hiểm xe hơi chẳng hạn, hay là quý vị có bảo hiểm sức khỏe, quý vị có cái bảo hiểm hưu trí, thì chúng ta thấy chúng an tâm lắm. Bởi cái hãng bảo hiểm người ta sẽ làm công việc thay cho mình. Mình chỉ việc như là đi làm việc xong rồi mình tháng mình đóng, hoặc là mình đi chơi đâu đó mình cũng không, mình quên đi một thời gian, tự nhiên số tiền mình có nhiều. Đấy. Dạ đúng rồi, dạ bởi vậy nên quý vị nào mà mình đang có những cái bảo hiểm cũ đó thì quý vị nên coi lại và đem đến cho Thúy Anh Chi để review lại cho quý vị. Quý vị coi để Thúy Anh Chi có thể nhìn lại cái bảo hiểm đó, quý vị có 3 trong 1 hay không. Nếu mà chỉ có death không, có tiền tử không thì sẽ giúp cho quý vị có thể chuyển qua một cái hợp đồng mới chuyên quan, với điều kiện là sức khỏe quý vị phải là tốt. And quý vị phải có cash value thì lúc đó mình chuyển qua nó vẫn bé rồi hơn. And những người quý vị nào mà đang làm nail đó thì thường thường mình không có pension plan gì hết, mình không có làm trong hãng, mình không có 401k, thì quý vị nên gọi Thúy Anh Chi để Thúy Anh Chi có thể giúp cho quý vị có một cái hợp đồng chuyên quan, có cho quý vị có một cái hưu trí sau này mà trong đó nó bảo vệ protection được cái family của quý vị. And quý vị được có một cái tiền hưu trí trọn đời, nó hỗ trợ với cái tiền social quý vị. Trong lúc mà mình khai thuế của mấy người làm nail, thì thường quý vị khai rất là ít, cho nên về hưu maybe được có 800 đến 1000 thôi. Thì về hưu làm sao mình có thể sống được với cái thời buổi bây giờ, thì cái tiền, cái hưu trí của quý vị giúp cho quý vị, hỗ trợ cho quý vị có thể quý vị sống một cuộc sống nhàn hạ và thoải mái. Vâng, số phone của Diễm Thúy là 714-725-1966, 714-725-1966, và của Chi Lưu là 714-686-4882, của Chi Lưu là 714-686-4882. Bây giờ hỏi Chi Lưu và Diễm Thúy nhé. Có người ta hỏi là bây giờ với số lương người ta làm ít ỏi, người ta nói là ít ỏi, mà không biết là bao nhiêu, người ta làm bao nhiêu, làm sao mà người ta để dành để mà có cái bảo hiểm này. Dạ thì có rất là nhiều cách để mà mình có thể cắt giảm đi những cái chi tiêu của mình. Ví dụ như quý vị mà thật sự ra khi mà mình
con của mình mà vội muốn mua một món đồ chơi gì đó khoảng chừng mấy chục đồng, hoặc là cái món đồ chơi đó có thể là cả trăm đồng, thì mình cũng không ngần ngại mình mua cái món đồ chơi đó, đúng không chú? Hoặc là bây giờ mình nói mỗi một ngày mình phải uống một cái ly cà phê Starbucks 3-4 đồng gì đó, hoặc là những anh mà hút thuốc nhiều thì một là các anh có thể cắt giảm đi cái tiền thuốc lá, cái đó là cái mà mình có thể mình giảm được bớt là tốt hơn cho sức khỏe, và còn được xếp tiền và mình còn có thể để dành cái số tiền đó vào trong những cái quỹ, một là quỹ hưu trí, hoặc nếu mà mình không làm được quỹ hưu trí thì mình cũng có thể có được luôn những cái protection cho gia đình của quý vị, cho gia đình của các anh. Và có nhiều cái chia sẻ là thường á, thì đàn bà của mình á, thì là hay nhìn xa hơn, là muốn được có cái sự bảo vệ cho gia đình. Đàn bà lúc nào cũng vậy, nhưng mà đàn ông á, thì thật sự ra thì ít khi nào mà nghĩ đến những cái việc đó. Ví dụ như vợ nói là ok, phải cần mua cái bảo hiểm, thì có nhiều anh thì ok mua, nhưng mà nếu mà mình nói mà nghĩ đến mua thì rất là ít, xác suất ít. Và có nhiều anh còn nói là bây giờ không muốn mua bảo hiểm mà chỉ muốn để dành tiền cho hưu trí thôi, thì thích về cái đó, nhưng mà không muốn nói về những cái mà bảo hiểm, lỡ khi bây giờ tôi mất đi rồi vợ tôi lấy chồng khác thì sao. Nhưng mà thật sự ra cái đó là mình có thể là mình nói chơi, nói đùa thì ok, nhưng mà nếu mà cái hiện thực mà reality á, mà mình mất đi mà vợ của mình có một cái số tiền gì đó để có thể tiếp tục giữ được cái căn nhà đó, tiếp tục nuôi con của mình, không có cần phải là đi làm, at least cái số tiền đó cũng có thể giúp được trong một vài năm. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là các anh có suy nghĩ á, là what if lỡ khi bây giờ đùng cái mình không có còn đi làm được nữa, nhưng mà mình không mất, mình chỉ bệnh thôi, mà khi mà mình không đi làm được nữa, ai sẽ là người đem cái tiền income vào? Tiền nhà mình vẫn phải trả, tiền xe mình vẫn phải trả, con cái vẫn phải đi học. Nhưng khi mà mình đã không có income rồi thì nhà có thể là sẽ mất đi, xe thì cũng sẽ bị kéo luôn. Và con cái, cái đường mà future của con mình á, thí dụ như mình plan là mình sẽ cho con mình đi học ở trường này trường kia, bây giờ mình không có được có cái khả năng đó, có thể là cái future của con mình sẽ không được giống như là mình plan nữa. Và khi mà mình đã bệnh rồi thì ai sẽ là cái người take care mình? Thì dĩ nhiên sẽ quay lại là cái người vợ, là cái người take care. Cho nên quý vị, những anh, những chú mà đang chưa có một cái bảo hiểm để mà protect gia đình của mình, thì nên ngồi xuống với chị Lưu và chị Diễm Thúy để mình có thể mình lập ra những cái chương trình nào mà có thể phù hợp nhất với cái túi tiền của mình. Tại vì không phải là cái trường hợp nào cũng giống nhau hết đó chú Kim. Thì có nhiều người sẽ có thể để vào cái chương trình được nhiều hơn, và có nhiều người thì có thể để vào, để dành trong vòng mấy chục đồng một tháng, hoặc là 100-200 đồng một tháng, tùy theo cái khả năng của mình. Dạ. Tức là trường hợp nào mình cũng có thể làm được. Dạ đúng rồi. Dạ, tùy theo cái khả năng. Vâng. Thưa quý vị, có những cái mà mình không bao giờ mình nghĩ tới. Cái hồi mình biết đó, có một ông kỹ sư làm hãng điện tử mà bên Trung Quốc sang. Dạ. Ông ấy làm cái job tốt lắm. Ông ấy mua nhà, mua xe, rồi cưới vợ. Nhưng mà sau thời gian tự nhiên cái job này, ông mất đi, mất cái job luôn. Và cuối cùng thì nhà cũng mất, vợ cũng mất, xe cũng mất luôn. Bởi vì đâu có để dành tiền được. Yeah. Tiền ông, yeah. Ông tính ông mua xe, mua nhà, mua tất cả mọi thứ. Cuối cùng tiền không có. Vì vậy cho nên cái sự kiện nó tới thì cuối cùng là đối phó không kịp. Yeah. Cho nên thưa quý vị, chúng ta không biết là ngày mai nó sẽ ra sao. Nhưng mà mình không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng mà chúng ta biết là ngày mai chúng ta đã chuẩn bị cái gì từ ngày hôm nay. Và đó chính là lý do mà cái Diễm Thúy cũng như Chi Lưu hướng dẫn cho quý vị những cái chương trình bảo hiểm hưu trí và nhân thọ. Từ đó là chúng ta rất an tâm. Bởi vì thưa quý vị, cái tiền hưu trí của chúng ta, nếu chúng ta về hưu ngày hôm nay thì tiền chúng ta bằng đó. Nhưng mà cũng số tiền bằng đó, đó mà chúng ta sống 5 năm, 10 năm, 20 năm sau đó, thì cái tiền đó nó đâu có đáng kể gì do so với lại cái vật giá mỗi ngày mà đắt lên. Chẳng hạn hồi xưa sữa nó có hơn một đồng, gọi là một ga lông thôi, bây giờ nó lên tới bao nhiêu, 4 đồng. Cho nên thưa quý vị, Chi Lưu vừa nói là cái vấn đề để dành thì có nhiều cách để dành đó. Chúng ta tính toán chẳng hạn như là quý vị mà uống đi cà phê ở Starbucks phải không,
3 đồng mấy hay 4 đồng chẳng hạn. Nhưng mà nếu thay vì quý vị uống như thế, quý vị có thể mua một cái hũ về protein hay là một cái Ensure nó có hơn đồng à. Thế nhá, nó vừa bổ nó mà chúng ta để dành được thì mấy đồng phải không? Và bây giờ tính như một tháng đấy thì có thể đủ để mua cái bảo hiểm. Nếu mà quý vị có tiền nhiều, chúng ta mua một cái chương trình nó nhiều. Mà nếu quý vị ít thì chúng ta mua chương trình ít, nhưng mà thời gian sau này khi mà quý vị có tiền, chúng ta có thể add thêm phải không? Dạ, dạ mình có thể add thêm ạ. Với lại cái để dành tiền rất là quan trọng chú Kim, tại vì con thấy hồi xưa ba mẹ mình nuôi mình. Hồi xưa dân gian mình hay có câu là có là dưỡng nhi đãi lão. Thì hồi xưa đó ba mẹ nuôi con, rồi đến khi mà con lớn lên thì con sẽ khi mà ba mẹ già rồi thì con sẽ nuôi ba mẹ. Nhưng mà bây giờ thật sự với cái môi trường sống của các em bây giờ, các em nhỏ bây giờ không thể nào mà mình expect các em có thể mà dưỡng nhi đãi lão được. Không thể nào mà mình nói là ồ mai mốt các em là phải nuôi mình, mình phải tự để dành những cái số tiền đó. Tại vì cái môi trường của các em á, bây giờ thì giống như là mỹ hóa vậy đó. Các em lớn lên là các em không có muốn ở chung với cha mẹ nữa. Và đến khi mà lớn rồi chắc chắn thì các em cũng không có muốn ở chung. Cho nên á, khi mà quý vị đã có những cái chương trình để dành tiền hưu trí, đã có một cái số tiền hưu rồi, thì quý vị khi mà mình đã có tiền á, thì nó sẽ rất là dễ dàng. Tuy là mình không ở với con của mình, nhưng mà mình cũng có một cái tiền, những cái số tiền để mà một là mình, nếu mà mình muốn vào những cái viện dưỡng lão thì at least mình cũng sẽ được vào những cái viện dưỡng lão mà mình thích, chứ không phải là tại vì không có tiền cho nên mình bắt buộc vào những cái viện dưỡng lão mình không thích. Cái thứ hai á, là quý vị có thể là ở có tiền để mà trả tiền nhà, hoặc là có thể mướn người đến để chăm sóc mình, thì nó có nhiều cái quyền lợi, nó có nhiều cái option hơn cho mình, thay vì là mình không có tiền và mình phải nương tựa vào con của mình. Vâng, đúng như thế. Bởi vì ở Mỹ đó, chúng ta phải có cái quan niệm ở Mỹ, chứ chúng ta không nghĩ cái quan niệm ở Việt Nam. Chẳng hạn như là quan niệm Việt Nam, mình nghĩ là mình nuôi con cái rồi sau đó con cái nó sẽ nuôi lại mình. Nhưng mà bên này không có. Bên này mình để dành để cho mình, và nếu mình có dư tiền ấy, mình có thể mình cho con mình được, chứ không bao giờ mình nghĩ rằng cái lúc mà mình cần tiền thì con mình sẽ cho ngược lại tiền mình. Cái điều đó đối với Mỹ rất là khó. Mà có nhiều những kinh nghiệm tôi biết ấy. Chẳng hạn như là mình làm nhà thuốc ấy, là bố mẹ lúc từ nhỏ bố mẹ lo cho con ghê lắm, mua con đau này mua thuốc này thuốc kia cho con, như là phải có ngay. Nhưng mà đến lúc mà khi mà bố mẹ già rồi ấy, nhờ con đi lãnh thuốc mà con chưa lãnh thuốc về đó, là bố mẹ ào ào, bố mẹ khóc hu hu chứ phải không? Thì cái chuyện đó bên Mỹ là chuyện thường. Cho nên thưa quý vị, khi mà chúng ta đang đi làm hoặc chúng ta lớn tuổi một chút xíu rồi, thì quý vị nên nghĩ tới cái chương trình bảo hiểm hưu trí. Bởi vì cái bảo hiểm này nó cho chúng ta một cái sự tự lập, và cho chúng ta có khả năng để chúng ta lo cho con cái của chúng ta. Nếu mà chúng ta có dư, chúng ta lo cho nó, và chúng ta lo cho chính mình. Chứ mình không thể hy vọng vào con cái mình sẽ lo cho mình được ở bên Mỹ. Nó khó lắm. Bây giờ vì nó phải lo cho mình ấy, thì nhiều khi vợ nó hay chồng nó đâu phải con mình. Vợ nó hay chồng nó làm mất hạnh phúc của con cái mình đi. Cho nên cái này là chúng ta nghĩ tới hạnh phúc của con cái của mình bằng cách mà chúng ta nghĩ tới chính mình, để cho con cái không phải lo cho mình, mà ngược lại mình có thể giúp cho con mình được trong tương lai. Một lần kênh cái là nếu quý vị nào thích về ngành bảo hiểm, muốn làm part-time, full-time, quý vị nào đang làm full-time, muốn mình có thêm một cái nghề tay trái, thì xin quý vị giống như là mình có nghề tay trái, mình có thể giúp cho những người cái knowledge của mình đến với những người bạn bè của mình, để bạn bè mình có được một cái bảo vệ cho cái family của họ, thì xin quý vị đừng ngần ngại để gọi cho Thúy Hình Chi. Số phone là để cho 714-725-1966, and của Chi là 714-686-4882, để quý vị, để Thúy Anh Chi có thể giúp cho quý vị có một cái license, một cái bằng, để cho quý vị có thể training, mỗi tuần đều có training hết, and giúp cho quý vị đậu được cái license, lên online học, có cái bằng. Và mỗi tuần đều có training để cho quý vị có thể làm một cái nghề tay trái. Mà cái nghề tay trái này có thể giúp cho quý vị flexible hour, mình có thể làm theo cái giờ mình thích.
mình không có phụ thuộc vào cái giờ ở sở bấm thẻ từ 24 cho 24 thì quý vị có thể làm cái giờ mình thích. Mình có con, mình có thể hẹn khách cái ngày nào đó mình muốn, thì đó là một cái công việc. Nếu mà quý vị nào thích về cái ngành bảo hiểm, anh muốn học hỏi thêm cái ngành này thì xin quý vị đừng ngần ngại gọi cho Thúy Anh Chi, để cho Thúy Anh Chi có thể giúp cho quý vị đạt được những cái một cái ngành nghề mà quý vị thích. Dạ, và cho Chi Lưu bổ sung thêm một cái nữa là sẵn trong cái tháng 9 là cái Insurance Awareness Month thì là khuyến khích quý vị, những anh chị nào hoặc cô chú nào mà muốn học về cái ngành mà tài chánh, làm về bảo hiểm hưu trí, thì chị Diễm Thúy và Chi Lưu sẽ tài trợ cho quý vị về cái việc mà học, về lớp học, và quý vị sẽ không cần phải trả cái phí, cái số tiền để mà cho học cái lớp làm bảo hiểm. Thì quý vị hãy lợi dụng cái thời điểm mà trong vòng còn có 2 tuần nữa thôi là hết tháng 9 rồi. Thì những anh chị nào mà đang suy nghĩ đến là muốn tìm hiểu và muốn biết thêm về một cái sở, một cái công việc khác, công việc mới, làm part time hoặc là làm full time cũng được, thì quý vị gọi ngay cho chị Diễm Thúy và Chi Lưu. Số phone của Chi Lưu là 714-686-4882, 714-686-4882. Hình của Diễm Thúy là 714-725-1966, 714-725-1966. Vâng, một lần nữa chúng tôi mạnh dạn khuyến khích quý vị nên ghi danh vào cái lớp của Chi Lưu hoặc Diễm Thúy. Những người này sẵn sàng chia sẻ với quý vị tất cả những cái kinh nghiệm để làm thế nào chúng ta lấy được license, và làm thế nào chúng ta có thể có một nghề tay trái nó giúp ích cho gia đình, cho chính mình và cho gia đình, và đồng thời thì nó cũng làm lợi cho cái cộng đồng của mình nữa. Vâng, tất cả những cái gì mà chúng như Diễm Thúy và Chi Lưu trình bày với quý vị, quý vị cứ suy nghĩ một lúc nào đó, từ nhiều khi quý vị thích thì quý vị sẽ gọi cho Diễm Thúy và Chi Lưu, để Diễm Thúy Chi Lưu sẽ hoặc là cố vấn hoặc là hướng dẫn quý vị, để cho quý vị có một chương trình tốt trong cái bảo hiểm hưu trí và nhân thọ. Và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn quý vị trong chương trình tiếp tới. Xin Diễm Thúy và Chi Lưu gửi lời cảm ơn tới quý vị thính giả của đài. Diễm Thúy xin kính gửi lời chào đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của Diễm Thúy và Chi Lưu mỗi 2 tuần một lần. Thank you quý vị. Chi Lưu xin kính chào quý khán thính giả và xin chúc quý khán thính giả có một buổi tối thật là an lành.